Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học luật sư Lên Đan Anh Ly 1800-848-9145 Gọi ngay Mango Tours 866 -435 -9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841 với cà phê sáng ngày hôm nay thưa quý vị thường thường chúng ta nghe thấy là à, khi mà cảnh sát bắt được những băng nhóm tội phạm ăn trộm ăn cắp này kia đó thì họ thường thường hay ví dụ như là à, băng này là băng chuyên trộm xe băng kia là chuyên trộm hàng hóa rồi nhóm kia thì chuyên trộm những uh, này kia đó thì thưa quý vị bây giờ có trộm kiểu mới nữa bọn trộm nông sản ừ. Mới đây thì một cái nơi trồng cây bơ đó, cái trái bơ đó, avocado đó, nơi đó họ gọi cảnh sát và nói rằng là chúng tôi vừa bị mất một số lượng trái bơ đã rất lớn. Và chúng tôi đã ghi lại được cái bảng số xe của cái bọn trộm này rồi, nhờ các ông tới giúp dùm. Thế là sau khi đó cảnh sát tới nơi, họ phát hiện ra một chiếc xe đang cố tình bỏ chạy ra khỏi cái cái nông trại đó thì khi mà khám xe thì họ thấy được trong đó có mấy trăm phao trái bơ đã được hái xuống. Ừ. Đó. Thì những người này đều đã bị bắt gồm có bốn người, đã toàn là tên của những người mẻ thôi, David Meco, Jesus Ponzo rồi Lentin Ponzo. Đó, thì những người này đều là cư dân của Norwalk, Los Angeles. Norwalk thì cũng gần đây thôi, ngay Buena Park đi lên chút xíu. Đó thì thôi với vị những người này à, đã bị tình nghi là đã trộm nhiều cái nông trại ở gần đó luôn nữa về những trái bơ à, tôi không biết là về về trái bơ thì họ về họ bán trên mạng hay là nhà, nhà có nhà hàng lấy bơ về làm những món ăn của người mẹ hay ăn trái bơ đó ừ. xà lách đồ này kia ha thì không biết việc đang điều tra nhưng mà những người này đều đã đóng tiền beo à, là là như là 10.000 đô để mà được tại ngoại à, 10.000 đô đúng rồi để để mà chờ ngày ra tòa à, ngày hôm nay là ngày mà ra tòa nè đúng là ngày 11 tháng 6 ngày hôm nay ra tòa và cái bây giờ thì cảnh sát họ nói rằng là ngoài việc trộm ông bô nè trộm xe nè trộm hàng hóa nè bây giờ tới có trộm luôn là trộm nông sản nữa quý vị tức là những cái nông trại đó họ trồng những cái cây ăn trái đó thì những cái bọn trộm này khi mà tới những cái mùa mà bắt đầu gặt hái được đó Thì họ sẽ tới và họ sẽ canh me coi Là những cái trái cây đó mình hái xong rồi mình để ở chỗ nào Họ tới họ lấy, ăn cắp luôn Trước đây cũng có một cái bản tin liên quan đến việc là có những người bị bắt Vì cái tội lạ cũng là ăn trộm bơ, ăn cắp bơ Lúc đó có người giải thích đó Là đối với lại California là bơ, cái trái avocado Được xem là một cái loại hàng hóa có giá trị Cho nên á là họ khi mà họ ăn trộm cái trái đó thì họ lại bị bắt mình không có nghe những cái người đi ăn trộm cam ừ, hay là bưởi ừ. bị bắt đúng không mà những bản tin liên quan đến việc mà ăn trộm trái cây bị bắt đều là avocado hết Nhưng đều mà có là trái bơ hết nếu mình cái đó thuộc lại hàng ngon đi thì tôi thấy chợ vẫn đang bán con đồng hai trái không chứ mấy thì đó là tùy theo tùy <laughs> theo những cái quy định. Ờ, bản tin này thì lại liên quan đến đây là là trái cây còn đây là liên bang đến vàng bạc đá quý à. cái sự việc này là nó xảy ra từ hồi uh, tuần trước nhưng mà bây giờ những người ở trong uh, tiệm uh, tiệm vàng bạc này ở Los Angeles nói rằng là họ vẫn còn cảm giác rất là rung rẩy rất là sợ khi mà bọn cướp tấn công vào trong tiệm ừ. vàng này để cướp đi khoảng họ ước đoán là khoảng nửa triệu đô la wow. mà vì cái hành động của nó quá là liều lĩnh quá là kinh khủng tức là đầu tiên nguyên đám cướp này nó ùa vô ùa vô xong á, là nói là nó chụp ngang xích ngang cổ của ừ, cái người à, nhân viên bảo vệ đó xong là chỉ cây súng để là ai ở đâu là ở yên ở đó xong rồi bao, bắt đầu nó nhảy vô để đập tủ nó gom có nghĩa là những cái vàng bạc trưng bày ở đó rồi tiền rồi cả những cái đồng tiền vàng tóm được nó cũng lấy thì cái lúc mà ông chủ tiệm á, giống như ông ông nhìn ông cảm thấy là không chấp nhận được phải làm một cái gì đó thì ông nhào tới thì nó cũng chĩa súng vào trong đầu của ông à, mặc dù rằng là không có ai là bị thương nặng ở trong trường hợp này và ngay cả cái ông chủ khi mà ông trả lời phỏng vấn của bên Đài ABC7 ông cũng nói là tôi biết lúc đó tôi cảm thấy là cái chuyện mà mình ngăn chặn những tên cướp này cũng là liều lĩnh nhưng mà đó là một cái cái phản xạ rất là tự nhiên và cũng không thể tưởng tượng được là bọn chúng có thể làm manh động đến như vậy. Rồi sau đó thì nói là chúng lấy cái 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 dây mà dây nhựa đó để mà nó trói cái người chủ tiệm này lại. À, cũng rất là nhanh sau đó khi mà chúng gom rồi thì chúng bỏ đi. À, cảnh sát lúc mà cảnh sát tới á thì Bọn này đã chạy thoát hết rồi Đến bây giờ thì vẫn chưa có Một cái thông tin nào liên quan Đến việc mà bắt giữ cái nhóm này à, Cảnh sát cũng không có Cái à, cung cấp chi tiết gì hết Chỉ biết rằng là khi mà người ta đến Phỏng vấn cái tiệm này họ nói là Quá là khủng khiếp quá là ghê Chưa biết là mặc dù cái số tiền Số nữ trang bị mất Lên đến khoảng là 500 ngàn đô la Cái đó họ cũng có thể họ kê khai Với lại bảo hiểm nhưng mà những cái gì Sẽ diễn ra đó cảm ừ. thấy là quá là sợ hãi. À, trong khi đó thì tôi với quý vị ngày hôm nay có bản tin cho thấy rằng là phó tổng thống của Malawi là ông Solus Chilima, ông Solus Chilima đã thiệt mạng cùng với lại 9 người trong cái khoang của chiếc máy bay trực thăng quân sự, à, chuyến bay bay đi để tham dự một cái đám tang của một vị à, bộ trưởng. thì trên chiếc máy bay trực thăng đó có phó tổng thống của Malawi là ông Solus Chilima cùng với lại chín người khác trong đó có một người là cựu đệ nhất phu nhân nữa của Malawi Malawi là thuộc về hướng đông của uh, Châu Phi đó cho nên uh, Malawi chắc nhiều người cũng biết tới cái nước này nó như thế nào uh, nó nằm trong cái cái khu vực mà mà mà, mà Châu Phi đó thì uh, Chuyến bay được dự kiến là sẽ đi từ 9 giờ sáng và tới nơi là khoảng 2 tiếng sau đó. Một cái phi trường ở cách thủ đô của Malawi khoảng 380 cây số tham dự đám tang của một vị bộ trưởng. Tuy nhiên sau khi cất cánh lên thì đã có thông báo từ phi công cho thấy rằng là thời tiết xấu và máy bay hình như là bị trục trặc. Thì tổng à, cái nơi mà gọi là chạm không lưu đó thì đã ra lệnh cho chiếc máy bay là quay trở lại phi trường mà vừa cất cánh tuy nhiên vài phút sau đó thôi thì cái máy bay biến mất khỏi radar và đồng thời không liên lạc được với lại phi công thì qua ngày hôm sau tức là ngày 11 là ngày hôm nay theo giờ địa phương đó thì người ta đã tìm ra được cái xác của chiếc máy bay đó ở gần một cái khu đồi đồi núi và nhiều người dân ở đó cho thấy là họ nghe được cái tiếng động cũng như là có nhiều người nhìn thấy được là chiếc máy bay rơi xuống một cái khu vực đồi núi đó và cuối cùng khi mà đến nơi đó thì ngày hôm nay tổng thống của Malawi À, cho biết rằng là tất cả 10 người trên chiếc máy bay đều đã thiệt mạng kể luôn cả vị phó tổng thống của malawi à, ông charles chilima là ứng viên số 1 nha là cho chức vụ tổng thống của malawi vào năm sau đó à, hiện tại đó thì à, chưa biết rằng là cái có những cái thay đổi nào ở trong cái cái việc mà chính quyền của malawi nhưng mà hiện tại cho biết rằng là họ sẽ để quốc tang để mà à, nhớ tới ông phó tổng thống mà cũng có thể trong năm sau nếu mà ông còn sống đó thì cũng có thể ra tranh cử là tổng thống của Malawi luôn nữa. Thưa quý vị ngày hôm qua thứ hai thì bên văn phòng biện lý quận LA đã ra một cái thông cáo cho biết là một người đàn ông 33 tuổi đã bị cáo buộc về tội bắn chết hai anh em, ừ. bắn chết hai anh em ruột vào ngày 1 tháng 6 vừa rồi. Đến giờ này thì bên à, giới hữu trách cũng chưa cho biết cái lý do tại sao cái tên này á, nó lại bắn chết hai anh em này. Chỉ biết rằng á cái lúc đó là vào khoảng buổi trưa, buổi trưa ngày 1 tháng 6 thì khi đó hai anh em thì Ricardo Rios 19 tuổi và người anh trai của mình là Sergio Rios 33 tuổi. Hai anh em đang ngồi trên xe và chiếc xe đó thì đậu trên con đường rất là gần với lại à, chỗ cái trường USC ở Los Angeles thì cái người cái cái tên mà uh, hung thủ đó đi ngang qua hình như là có cái cự cãi gì với hai anh em này tên cái tên đó tên là Marcos Navarro có cái cự cãi gì không biết nhưng mà hắn đi sau đó hắn vòng trở lại với một cây súng và bắn vào hai anh em này trong lúc họ vẫn còn đang ngồi ở trong xe người anh thì được cho là chết tại chỗ còn người em thì đưa vào bệnh viện rồi mới chết. À, bản tin cũng không có cho biết là bằng cách nào mà cảnh sát bắt được cái tên Marcos Navarro, không có cho biết là bắt lúc nào, chỉ biết rằng á à, khi mà cảnh sát tới nơi thì người anh đã chết rồi, người em được đưa vào bệnh viện và cái tên hung thủ đó bị bắt một ngày, một ngày sau khi mà cái vụ này xảy ra và bị giam với cái số tiền tại ngoại hậu tra lên đến 5 triệu đô la. Và đến ngày 3 tháng 7 tới đây thì nó sẽ bị đưa ra tòa để xét xử. Mà nếu bị buộc tội, đúng là tội giết người, hai người này thì cái bản án tối đa tên đó phải nhận đó là chung thân. Đó là cái bản án cao nhất. Bởi vì trong thời gian qua quý vị cũng biết là đối với lại cái án tử hình á, thì người ta nhiều tiểu bang đã bỏ hẳn cái án tử hình rồi cái án cao nhất là trung thân thôi thì cho dạ giờ dạ dạ, gọi là cái chết nó nó rất là vô duyên mà hai anh em ruột luôn xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster CA 92683 tọa lạc tại <laughs> trung tâm Little Sài Gòn cạnh bưu điện Bosa Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, Macbook và Samsung ép kiến thay mới các loại Smartphone uy tín, tận tâm, phi estimate Đặc biệt, chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng gọi 714-5486-495, 5486-495